Hưng đầu con quét. Khi mình đăng ký con quét này tặng 10 đô nha mọi người. Con quét này tự động đầu rút về Bitcoin hoặc là rút về Bitcoin hoặc ETH nha mọi không. Mọi người lấy chiếc phần link mô tả của mình thì nó ra một cái giao diện như này, mình hướng dẫn mọi người đăng ký. Mọi người bấm chưa. Mọi người bấm vào nút đăng ký nha. Con quét này rất là ngon. Khi anh em tạo tài khoản tặng 10, anh em bấm vào tên đầy đủ. Mình tên gì, tên Quỳnh Anh đi. Rồi tên người dùng của bạn Quỳnh Anh luôn đi. Rồi anh em nhập vào địa chỉ mail anh em. Con quét này là tặng. Mình đào tự động thôi, mình đăng ký một cái tài khoản là mình bỏ. Ủa, địa chỉ mail là anh em Quỳnh. Anh em nhớ hết xem video của mình nha. Rồi anh em bấm vào này mật khẩu. Này là mình demo cho anh em nha. Rồi anh em bấm vào tôi đồng ý và các tài khoản nữa, anh em bấm vào nút ghi danh. Rồi. Rồi, vui lòng xác nhận địa chỉ, xác minh mail của bạn. Rồi anh em vào cái mail của mình nữa nha. Anh em vào mail của mình. Quét này chơi rất ngon anh em có gì đăng ký một cái tài khoản rồi là bỏ đào tốc hành luôn, đào trong vòng 10 tiếng đồng hồ là anh em có thể được bỏ đại ra là được 2 đô anh em. Anh em chờ chút nha. Sao mail chưa về ta? Email verify, anh em bấm lên nút gỡ mã nha. Rồi anh em vào mail xác nhận. Anh em chờ chút nha, anh em chờ tới 45 giây qua bên mail xác minh nha anh em. Mình đang chờ cho anh em nè. Sau khi anh em chờ hết 45 giây nó gửi về mail nè anh em. Bitcoin tin nè anh em, verify code nè. Rồi anh em nhập vào. Anh em nhớ coi hết cái video mình kiếm tiền mới được nha anh em. Nè. Rồi anh em bắt cái địa chỉ code dí nè. Rồi anh em bấm nút sao chép. Cái này là mình demo cho anh em nha. Còn này là tài khoản phụ của mình. Rồi anh em về vào cái web hồi nãy. Rồi anh em nhập cái code nãy vô. Bắt nãy vô. Rồi anh em bấm nút kiểm chứng. Rồi như vậy là nó tặng mình 10 đô nè anh em. Rồi anh em cứ việc đào nè. Nó tốc độ trên đấy nè. Rồi sau khi anh em đăng ký tài khoản xong á, mình hướng dẫn anh em nha. Anh em bấm vào nút 3 dấu trên nè, gạch 3 dấu gạch ở trên nè. Rồi này My Account là cái đăng ký tài khoản. Còn này là Mat The Bot. Này là này là đầu tư nha anh em. Mat The Bot. Anh em nào muốn đầu tư từ 10 đô lên anh em. Đầu tư này là với đầu tư vào thì Bitcoin, Litecoin đồ nè anh em. Tiền mặt này nè. Anh em muốn đầu tư gì nào thì đầu tư. Sau khi anh em đầu tư vô anh em bấm nút đặt cọc. Rồi cái đó là nó tự đào nhanh nhanh anh em. Rồi anh em thoát ra đi. Sau khi anh em muốn rút tiền thì anh em bấm vào nút withdraw nè. Thì nút rút tiền nè. Rồi mình rút là 2 đô nha anh em. Rồi anh em bắt địa chỉ 2 đô vô. Rồi anh em chọn phương thức thanh toán nè.
Bitcoin, Litecoin, ETH này nó đâu nè. Rất dễ anh em, gọi anh em bấm nút cút tiền, ly lời xong. Rồi sau khi anh em muốn giới thiệu thì anh em bấm vào nút giới thiệu nè. Anh em copy cái đường link này nè. Copy đường link này chia sẻ cho bạn bè anh em. Mình sẽ nhận được 10% hoa hồng từ người giới thiệu. Video này rất dễ. Vậy video của mình đến đây xin tạm dừng, chúc anh em kiếm thật là nhiều tiền trên một con web này. Con web này chỉ việc anh em đăng ký một cái tài khoản thôi là anh em bỏ thì tự động nó đào nè. Anh em đào tốc rất nhanh luôn. Đào chạy. Công nhận luôn, sau khi anh em đăng ký thì được 10 đô nha, tặng cho anh em 10 đô. Thu nhập hàng ngày nè. Tổng số dư tài khoản. Vậy video của mình đến đây kết thúc nha anh em. Mọi thắc mắc gì anh em cứ để gọi là comment bên dưới, mình sẽ mọi thắc mắc mình sẽ giải đáp cho anh em. Chào tạm biệt tất cả anh em.